Sản phẩm này rất là đặc biệt luôn, là The One Face Styler. Thì đây là cái thanh trang điểm đa năng và một cái lựa chọn rất là hoàn hảo để mà mình có thể là ứng dụng biến hóa linh hoạt theo ý muốn của mình. Và cái thanh này là mình có thể làm, bởi vì nó cái công thức là dạng kem rất là độc đáo, cho nên là mình có thể sử dụng là làm má hồng nè, rồi hoặc là mình dùng làm highlight, rồi những cái thanh màu tối á, thì mình dùng làm shading. Ở đây mình có 3 tông màu ha, mọi người có thể nhìn thấy trên hình ha. Tùy theo cái mục đích của mình, và đặc biệt là mình dùng cho má hồng, rồi mình dùng làm màu mắt, shading, highlight được hết nè mọi người. Ví dụ như cái màu hồng ở trên này đây. Do là cái ánh sáng ở đây cho nên Tú sẽ không có thử lên trên mặt cho mọi người xem được, vì rất là khó thấy màu, thử lên đây ha. Cái kết cấu dạng kem rất là dễ dàng trải. Đây là cái màu hồng của mình, khi mà sử dụng cho má mình vàng ra ha, mình chấm lên mình vàng ra như thế này rất là đẹp ạ. Rồi mình có thể dùng làm màu mắt luôn, rồi mình dùng làm son môi luôn cũng được nữa ha. Rồi, và người ta cái xu hướng trang điểm của thế giới là những cái sản phẩm mà tiện dụng và đa tính năng như thế này, mình vừa làm màu mắt, vừa làm son môi, vừa làm highlight luôn thì sẽ rất là hot trong cái năm nay. Rồi đây là cái màu hồng tôi sử dụng của mình, có 3 tông màu là 36140, tôi đang sử dụng cho mọi người thấy là màu hồng 36140 ha. Và đây là cái màu tiếp theo là một cái màu nâu mà có nhũ ha, và một cái nữa là 41, và cái màu nâu không có nhũ dạng lì là 42. Vậy thì mình sử dụng làm sao? Đây thử ra cho mọi người thấy, thử ra 3 tông màu luôn ha. Thử ra 3 tông màu gần nhau đi để mọi người dễ hình dung hơn. Rồi mọi người ơi, đây 3 tông màu của mình nè. Màu hồng 40, 41 và 42 ha. Thì cái màu 41 có tuy là nó có màu nâu, nhưng khi mình vàng chảy ra nó chỉ là nhũ nhẹ nhẹ thôi. Cái đó là tú tô nhiều á, chứ còn mà mình để xong mình vàng vàng, mình lấy tay mình vàng ra thì nó chỉ có thấy ánh nhũ thôi. Đó. Như vậy thì mình sẽ dùng ở đâu? Ví dụ như những cái thanh mà nhũ như màu 41 có thể dùng như cái vùng gò má nè. Mình để ở đây. Thì khi mà mình đứng dưới ánh sáng thì cái gò má mình nó sẽ sáng lên, hoặc là mình sẽ dùng cho cái vùng highlight, hoặc là dùng cánh màu mắt mình thành màu nhũ cũng được luôn ha. Mình có thể mix hai cái màu hồng với lại màu này ha, màu nâu thành màu mắt, rồi mình có thể dùng cho môi luôn. Rồi hoặc là mấy cái thanh này nè, cái thanh màu tối này nè, cái thanh màu 42 mình dùng ở đâu? Mình dùng cho vùng sống mũi nè. Ai mà muốn tạo má hớp mình có thể đánh phía dưới cái gò má này, rồi phủ cái cây màu hồng ở trên nè, đúng không? Đó, phủ cái màu hồng ở trên đó là tạo cái má hớp ha. Rồi hoặc là mình đánh viền cái gương mặt của mình, rất là nhiều cái cách để mình có thể sử dụng. Ai mà mặt to thì mình sẽ đánh ngay cái viền mặt ở chỗ này, rồi mình lấy bông mút này là mình dùng tay mình vàng ra đều được hết mọi người nha. Và cái sản phẩm này thật sự tôi rất là thích luôn, khi mà về trải nghiệm thì không nghĩ là đa năng và dễ sử dụng đến như vậy, và cái kết cấu cũng rất là mềm và rất là mượt trên da, cho nên là khi có cơ hội các anh chị nhất định phải thử dòng sản phẩm này, rất là đặc biệt và nó sẽ là xu hướng. Và sắp tới thì tôi cũng sẽ làm một cái video clip để mà trang điểm với cái những cái face, cái thanh trang điểm đa năng này cho mọi người ha, để mà mình có thể là trải nghiệm rõ hơn. Thiết kế rất là tiện lợi ha, và nhỏ gọn. Thì cái sản phẩm của mình có dung tích là 6g. Đây là cái vỏ hộp của sản phẩm nè mọi người. Nó có cái màu tím rất là đẹp. Và sản phẩm này của mình á, thì có dung tích là 6g. Rồi phía bên trong thì như thế này, và mình sẽ vặn lên ha, vặn lên rồi xài xong thì mình sẽ vặn xuống. Và có cái nắp trong như thế này để mình có thể nhìn. Thì nếu như mình muốn là trang điểm một cách là đẹp và chuyên nghiệp nhất thì mình có thể là chọn ba cái này với nhau luôn, tại vì cái nào cũng cần hết. Ví dụ như bình thường thì chúng ta cần tạo khối thì chắc chắn là cần cái thanh này không có nhũ nè, rồi mình tạo highlight thì cần cái thanh có nhũ, rồi má hồng mình có thể dùng làm màu mắt, dùng làm má hồng ha, dùng làm son môi luôn, rất là dễ tiện lợi khi mà mình đi đâu. Mình cái túi xách của mình nó không có quá to thì mình có nhỏ thì mình không có đựng được nhiều đồ, thì mình có thể chọn những cái sản phẩm như thế này ha, đa tính năng thì rất là được ưa chuộng và sẽ hot trong năm nay.
Rồi mọi người mình có câu hỏi gì không vậy? À, có câu hỏi thì để lại comment để Tú giải thích cho các anh chị ha. Rồi, sản phẩm rất là tuyệt vời phải không các anh chị? Dòng The One Stock Home này sẽ mang đến những cái sản phẩm cực kỳ thú vị luôn, và những cái sản phẩm trang điểm của The One là rất là nổi bật, trendy, xu hướng và cá tính nữa đúng không ạ?